Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, thực hiện thắng lợi các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp bền vững, ngày 17 tháng 4, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức hội thảo định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh đến năm 2030. Hội thảo là dịp để đánh giá đúng thực trạng phát triển nông nghiệp của tỉnh hiện nay, đồng thời định hướng phát triển và đưa ra giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Để có căn cứ đánh giá thực tế, ngày 15 và 16 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế và làng văn hóa du lịch cộng đồng. Cùng đi về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã đi khảo sát gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tại cầu trì huyện Bắc Quang kiểm tra thực tế sản xuất đông trùng hạ thảo vườn ươm công nghệ cao giống cây trồng nông lâm nghiệp cây ăn quả hoa cây cảnh và dược liệu của công ty cổ phần phát triển nông lâm nghiệp việt nam tại thị trấn vị xuyên huyện vị xuyên khảo sát cánh đồng sản xuất rau hoa của bà con nông dân thôn vĩnh tiến xã quyết tiến đến thăm bà con nhân dân làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn nạm đâm xã quản bạ khu du lịch mông vilit xã đông hà huyện quản bạ thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Trải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Tại các địa điểm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao việc sản xuất các sản phẩm đặc trưng của Hà Giang với nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, đề nghị tỉnh Hà Giang và các địa phương trong tỉnh khuyến khích hướng dẫn nhân dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết các hộ để đảm bảo thực hiện theo quy trình từ khâu chọn giống đến gieo trồng chăm sóc thu hoạch bảo quản và tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan đề nghị các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ cần có sự nghiên cứu hỗ trợ về khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp để tỉnh hà giang cũng như doanh nghiệp hợp tác xã và người dân phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tỉnh hà giang và các đơn vị cần nghiên cứu phát triển mạnh việc gắn phát triển nông nghiệp với du lịch để tăng hiệu quả sản xuất tài quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là hướng đi đúng giúp cho người dân có nhiều công ăn việc làm, xóa nghèo bền vững. Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu đã dự lễ thượng cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú lễ thượng cờ có ý nghĩa rất thiêng liêng là niềm tự hào dân tộc đối với cán bộ đảng viên nhân dân và các lực lượng vũ trang bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn sơn mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương các lực lượng chức năng và nhân dân các dân tộc luôn đoàn kết nỗ lực quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc